Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi là Lâm Kim Thu thuộc Việt Nam Film Club. Thưa ông, chúng tôi đang thực hiện một bộ phim tài liệu và đang cần một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực kinh tế hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Được biết, ông là một chuyên gia kinh tế, hiện đang tư vấn cho một số công ty ngoại quốc. Xin ông vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số dữ kiện về lĩnh vực này qua các câu hỏi sau đây. Thưa ông, Việt Nam và Trung Quốc đang có nhiều xung đột và tranh chấp trên nhiều lĩnh vực. Trung Quốc cũng đang là vấn đề lo ngại đối với thế giới. Về khía cạnh kinh tế, Việt Nam đang lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Xét trên lĩnh vực kinh tế, theo ông, những áp lực từ Trung Quốc đối với Việt Nam như thế nào? Thì chúng ta nên nhìn thấy rằng là Trung Quốc là một vấn đề cho thế giới vì nhiều khía cạnh khác nhau. Dư luận quốc tế đó rồi là luôn luôn có một cái nhìn đó, tôi cho rằng là nó sai lệch về kinh tế Trung Quốc sau cái giai đoạn tăng trưởng mấy chục năm vừa qua. Thực sự ra đó là Trung Quốc là một nước nghèo, đói ăn, khát dầu, thiếu nước và thiếu đất canh tác so với các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng mà cái hệ thống chính trị hiện hành của Trung Quốc nó không giải quyết được những cái vấn đề đó của họ. Tại vì nhiều quốc gia cũng có thể có những hoàn cảnh đó. Trường hợp bên cạnh đó là Nhật Bản hoặc là Nam Hàn. Họ giải quyết theo cái lối văn minh. Còn Trung Quốc đó là giải quyết theo cái lối lạc hậu trong quá khứ của họ. Và vì vậy đó là ngay về vấn đề cho người dân Trung Quốc. Nạn ô nhiễm môi sinh là cái trường hợp điển hình, nạn bất công xã hội vân vân. Và lại họ sẽ giải quyết vấn đề đó bằng giải pháp ăn cắp, ăn cướp. Kể cả dùng áp lực về quân sự như chúng ta đã thấy tại Biển Đông mà nhiều vị khác có thể sẽ đề cập tới. Thành ra tôi cho rằng là nếu mà tiếp tục như hiện nay đó, Trung Quốc sẽ bị khủng hoảng. Như nhiều quốc gia khác đã từng bị khủng hoảng khi áp dụng cái chiến lược phát triển như vậy. Khủng hoảng tại Trung Quốc nó không có thu hẹp vào trong lĩnh vực kinh tế, nó mở rộng sang lĩnh vực xã hội và chính trị. Và nó đưa đến cái tình trạng đã từng có trong quá khứ của Trung Quốc, tình trạng phân hóa, tan rã. Thành ra nó có hai trường hợp, hai cái giả thuyết hoặc là hai cái kịch bản. Nếu tiếp tục như thế này đó, Trung Quốc đó là một mối nguy cho thế giới. Nhưng mà trong vòng 10 năm sắp tới đó, Trung Quốc sẽ bị khủng hoảng. Và trong trường hợp đó, đó thì cũng lại là một mối nguy khác cho thế giới vì cái sự phân rã của Trung Quốc. Nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và nó ảnh hưởng cho các nước liên bang ở xung quanh. Đó là trường hợp của Trung Quốc. Vấn đề gọi là Trung Quốc của thế giới. Cái vấn đề Trung Quốc của Việt Nam đó, nó nằm ở tại Hà Nội. Là tại vì ngay từ 90 năm về trước, từ 1924 đó, cái hạt mầm, cái hạt nhân cộng sản đầu tiên đó, xuất hiện ở tại Việt Nam đó, như là một công cụ của cộng sản quốc tế. Và nó được gieo mầm từ Trung Quốc và nó bành trướng lên cũng từ đó. Và trong Thế chiến II đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có thể phát triển và chiến thắng một phần cho đến năm 54 cũng là nhờ Trung Quốc. Không có Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và trở thành Trung Cộng kể từ 1949, không thể nào Đảng Cộng sản Việt Nam thắng ở tại Việt Nam được. Và sau đó họ thống nhất được đất nước theo dưới chế độ Cộng sản từ năm 1975 cũng là nhờ Trung Quốc. Cái quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan hệ nó thuộc về lĩnh vực ý thức hệ. Và cho đến giờ này, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Hà Nội đó, thì vẫn cho rằng là hậu phương của mình là Bắc Kinh, chứ không phải là người dân. Và ngược lại đó thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là cái mũi nhọn của Bắc Kinh ở tại Việt Nam đó là chính nó nằm tại Hà Nội. Và vấn đề đó thì người Việt Nam phải giải quyết lấy, chứ không thể nào mà trông cậy được vào trong thế giới. Tại vì thế giới không thể nào giúp Việt Nam tạo ra những cái thay đổi chế độ ở trong nội bộ Việt Nam để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thuần về lĩnh vực kinh tế đó, thì Trung Quốc có những cái nhược điểm rất lớn. Thành ra trong vòng 10 năm sắp tới đó, chứ không là thế giới cũng bắt đầu thức tỉnh rồi, từ một vài năm nay đã nhìn thấy rằng là nó có một cái mối nguy kinh tế của Trung Quốc, xứ này nó sẽ bị khủng hoảng.
như là nhiều nước khác đã từng bị khủng hoảng, kể cả Nhật Bản, Đại Hàn năm 1997 chẳng hạn. Nhưng mà vì cái thể chế chính trị của Trung Quốc, khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc nó đưa đến khủng hoảng về chính trị, và có thể nó đưa đến cái sự tan rã của chế độ, nó làm cho cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đó cầm quyền ngày nay, là tại vì cái gọi là ảo tưởng đem lại cơm ăn áo mặc cho người dân, trong khi tạo ra khá nhiều vấn đề, thành ra khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc nó dẫn đến khủng hoảng chính trị. Đối với lại Việt Nam đó, thì vì yếu tố ý thức hệ Đảng Cộng sản Việt Nam đó là nương tựa vào Trung Quốc, thành ra mặc nhiên nó đã áp dụng cái chiến lược phát triển y hệt như Trung Quốc, và cũng sẽ bị khủng hoảng như Trung Quốc. Từ nay đến đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đó đã làm cho đất nước Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Người ta hay nói những cái chuyện móng châu, chuyện ô nhiễm môi sinh, hay là cái chuyện buôn lậu qua biên giới chẳng hạn, tôi cho khía cạnh nó nhỏ. Cả một cái hệ thống chính trị của Trung Quốc khiến cho tỉnh này có thể rằng là hủy thải phế vật, đẩy nước độc qua cái tỉnh khác. Nội bộ với nhau đó họ có tinh thần vô trách nhiệm như vậy, huống hồ rằng là đối với lại một cái đất nước Việt Nam mà lãnh đạo nó coi như là một cái quận huyện của Trung Quốc, thì những chuyện mà nó, những cái hiểm họa về môi sinh hay về kinh tế cho Việt Nam đó là chuyện đương nhiên. Nhiều tỉnh của Trung Quốc cũng lãnh những cái tai họa của những cái tỉnh khác mà lãnh đạo ở trên không giải quyết được. Khi mà kinh tế của Trung Quốc đó đã bị rúng động, nếu mà Việt Nam đó đã có một cái thể chế chính trị khác, thì có lẽ nhờ những cái chuyện rúng động Trung Quốc mà Việt Nam có thể làm một cái giải pháp cho giới đầu tư của quốc tế. Tại vì họ nhìn thấy rằng là cái lợi thế nhân công rẻ của Trung Quốc nó không còn. Trung Quốc là một cái nước mà vừa có nạn thất nghiệp mà vừa có nạn thiếu người có khả năng. Và vì vậy đó là giới đầu tư quốc tế đó là từ 2-3 năm nay đã nghĩ đến chỗ rút ra chỗ khác. Và họ nghĩ đến Việt Nam, nhưng mà Việt Nam đó lại còn tệ hơn Trung Quốc nữa. Và tất cả cái hệ thống sản xuất của Việt Nam để xuất cảng đó thì chỉ là một cái chi nhánh của cái hệ thống Trung Quốc đấy. Toàn bộ cái nền kinh tế Việt Nam đó là vệ tinh của Trung Quốc. Thành ra Việt Nam đó là không thể nào mà có thể xuất cảng nếu mà không nhập cảng đồ của Trung Quốc. Và trong đó rồi nhập cảng rất nhiều những cái phế vật của họ, rất nhiều những cái chất độc, và dán cái nhãn hiệu Made in Việt Nam lên để đi bán ra ngoài. Thì tôi cho cái đó nó là một cái mà nó làm cho người dân Việt Nam đó nó không phát triển được, và không có được cái cuộc sống khá giả như là nhiều quốc gia Đông Á khác. Và trong khi đó nếu mà Trung Quốc có loạn đó, thì nước Việt Nam của chúng ta đó sẽ bị họa lây. Cộng sản Việt Nam đã có những nhược điểm nào khiến Trung Quốc tạo nhiều áp lực đối với Việt Nam? Rồi đây, theo ông, chúng ta có còn lạc quan về tương lai của đất nước hay không? Tôi nghĩ tất cả những cái điều mà Trung Quốc gây ra cho cái xứ sở của họ trong hiện tại, những cái dự án tàu hồ, những cái nhà chọc trời mà vắng khách sẽ đổ, những cái bong bóng đầu cơ sẽ bành, những chuyện đó nó cũng đang xảy ra cho Việt Nam. Nhưng mà vì Việt Nam đó không có được một cái quyết định có tính chất tự chủ, tự quyết. Cái nền kinh tế Việt Nam đó là một cái chi nhánh của kinh tế Trung Quốc. Thành ra Việt Nam đó là nơi tiếp nhận những bao nhiêu những cái sản phẩm độc hại của Trung Quốc. Và lãnh đạo của Việt Nam đó lại còn mở cửa cho Trung Quốc ao ạt đầu tư vào một số những cái dự án mang cái tính chất chiến lược về an ninh cho đất nước Việt Nam. Người ta nói nhiều đến dự án bốc xít chẳng hạn, nhưng mà không biết bao nhiêu là những dự án khác đang thực tế được lãnh đạo của Hà Nội cho Trung Quốc thực hiện ở tại Việt Nam. Và những cái tai họa về môi sinh, về bất công xã hội, về điều kiện lao động rất là tồi tệ, không có bằng cái tiêu chuẩn của các nước khác ở trong khu vực đấy, nó đã làm tai họa. Cái tai họa kinh khủng hơn nữa đó là người Việt Nam đó không được quyền quyết định về cái vận mệnh của mình, tại vì do lãnh đạo của Hà Nội quyết định, và lãnh đạo Hà Nội quyết định đó là theo những cái hướng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ đến trong một cuốn sách cổ của Trung Quốc, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, nó có một cái chương
một cái đoạn gọi là cắp hòm hay cắp níp hay là cắp dương đó. Một cái anh nhà giàu đó sợ rằng là tài sản của mình đó là bị trộm cắp hết, thành ra anh đóng đai tất cả, anh gom vào trong một cái giường và anh đóng đai thật chặt, và đến khi kẻ trộm nó vào đó, đó thì tiện của nó chỉ cần ôm cái giường nó đi thôi, và nó biết cái giường nó không bung vào được, và nó lấy cả tài sản của cái gia đình đó. Tôi nghĩ đấy là chuyện của Trang Tử, nó là một thứ ngụ ngôn, nhưng mà cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng đai toàn dân vào trong một cái hòm và trao cho Trung Quốc, và người Việt Nam đó đã không cựa ra được. Thành ra hồi nãy khi tôi nói rằng là người Việt Nam phải giải quyết vấn đề Trung Quốc của Việt Nam ở tại Hà Nội đó, tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chiều hướng bắt buộc cả thế giới đó đã coi Việt Nam đó như là một cái nước có thể đang bị là nạn nhân của Trung Quốc, nhưng mà đồng thời cũng lại là một cái mũi nhọn của Trung Quốc, gây ra nó phân hóa ở trong Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, có những cái quan điểm lập trường đó, nó lưng chừng không có dứt khoát. Khi cái chuyện mà giàn khoan Hải Dương của Trung Quốc đó đã bung ra chẳng hạn đó, thì lập trường của lãnh đạo Việt Nam nhìn cho thấy cái sự bất nhất, thì người ta có thể nói rằng là trong nội bộ đó đó là cũng có sự phân hóa, thực tế ra đó đó là họ đóng kịch một đồng một cốt với nhau, nhưng mà họ không lấy những cái quyết định chính đáng mà thế giới trông đợi. Vì vậy đó đó, người Việt Nam phải giải quyết lấy vấn đề Trung Quốc của Việt Nam, nó nằm ở tại Hà Nội, tức là giải quyết lấy vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải đánh bung cái dương mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đóng đai lại, phải đánh bung cái hệ thống tập trung quyền lực vào trong tay của Đảng, không cho người dân một cái lối thoát nào về chính trị hay là về kinh tế. Cái vấn đề đó thì cái cộng đồng người Việt Nam ở tại hải ngoại đó có thể đóng góp được một phần, nhưng mà phần chính đó, nó tùy người Việt Nam ở trong nước, nhất là tùy cái thế hệ trẻ ở trong nước. Trong những năm 1770 đó, không ai nhìn thấy có một nhân vật tên là Nguyễn Huệ, chỉ xuất hiện từ năm 71 và sau đó là thành đại anh hùng dân tộc. Lúc đó ông chưa đến 30 tuổi. Thế hệ 20-30 tuổi của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ có những cái người lúc đó, họ đứng lên họ sẽ phải lấy cái trách nhiệm của họ. Đó có thể là những cái người ngay trong quân đội, có thể là đảng viên bây giờ, nhưng mà họ nhìn thấy rõ ràng rằng là điều đó nó sai lầm. Và cái thế hệ trẻ đã có thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, tiếp nhận được những cái kiến thức của thế giới bên ngoài, thì mới biết rằng là lãnh đạo của mình đưa vào cái chuyện lầm lạc, thì họ phải lấy cái quyết định chuyện đó. Và ngoài này thì những người Việt Nam ở tại hải ngoại đó, họ có đời sống của họ, nhưng mà họ vẫn thiết tha về vấn đề tình cảm, vấn đề tinh thần đối với đất nước. Họ không có mong ước gì cái chuyện mà gọi là đỉnh trưng quyền lợi trong nước cả, nhưng mà họ sẵn sàng họ tiếp tay. Và cái thành phần mà có thể tạo ra thay đổi đó, thì tôi nghĩ rằng là chính là giới trẻ, nếu ý thức được những cái vấn đề về kinh tế, về chính trị. Thời gian gần đây có một hiện tượng đáng chú ý là người trong nước bỗng nhiên quan tâm đến những cuốn phim tài liệu tại hải ngoại, đặc biệt là các phim tài liệu của Việt Nam Film Club. Theo dõi lứa tuổi, chúng tôi nhận thấy số thanh niên tuổi từ 20 đến 35 vào xem nhiều nhất, và ngay cả số lượng người xem cũng đang vượt qua cả Hoa Kỳ. Thưa ông có nhận xét gì về hiện tượng này? Tôi nghĩ rằng là đầu tiên hết đó, với những anh em trẻ đó, thì tôi cho rằng là nó có hai lĩnh vực mà chúng ta nên quan tâm. Có thể trước mắt nó không có giải quyết được vấn đề sinh kế, cơm ăn áo mặc, thí dụ như kiến thức về tiếng Anh hay là về máy vi tính vân vân, về những cái khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng mà nó cần thiết. Đó là địa dư, chúng ta phải học lại địa dư, nhìn rõ, tại vì cái đó nó chi phối kinh tế. Thứ hai đó là lịch sử, chúng ta phải học lại lịch sử, tại vì cái đó nó chi phối những cái lĩnh vực chính trị ngày hôm nay. Nếu mà học lại lịch sử thì chúng ta mới thấy cái vai trò rất là tệ hại của Hồ Chí Minh từ năm 1924, tức là 90 năm về trước, cho đến sau này. Thì đứa trẻ Việt Nam đó, tôi nghĩ rằng là trước tiên đó nên quan tâm nhiều hơn đến địa dư và lịch sử. Sau đó đó thì mới có thể nhìn ra cái kết quả của cái chuyện đó, nó là vấn đề kinh tế.
và tổng hợp lại đó, thì trong quá khứ mấy ngàn năm đó, Việt Nam đó, từ khi Việt Nam giành lại được độc lập sau 1050 năm bị dưới chế độ Bắc thuộc đó, thì cũng là từ lúc đó, trong hơn 1000 năm, Trung Quốc đã từng bị các cái ngoại tộc mà họ khinh thường thống trị đến 2/3 khoảng thời gian 650 năm, 670 năm. Cái mối nguy đó của Trung Quốc đó, nó vẫn còn. Và Trung Quốc không có mạnh như là chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng mà chẳng phải vì vậy đó mà chúng ta không ngại. Trung Quốc không mạnh và có thể bị sụp đổ. Mà trong quá khứ đó, đó là mỗi lần mà họ có những cái chuyện khủng hoảng tan rã đó, đó, nó đều có gây ra hậu quả cho Việt Nam. Các quốc gia khác ở trong vùng Đông Nam Á đó, đó, họ không gặp cái hoàn cảnh bất lợi như Việt Nam là tại vì họ còn có cái sự cách trở về địa dư. Trung Quốc là nơi duy nhất có thể tiến ra ngoài lục địa của họ, không phải ở Trung Á đâu. Tại vì còn phải đi qua sa mạc ở thảo nguyên Bát Ngát, cái nơi mà họ có thể họ đi ra được và họ đã từng, chính là miền Bắc của đất nước chúng ta. Lần cuối cùng là năm 1979, và trong tương lai thì họ cũng sẽ tiếp tục như vậy, và có thể họ sẽ có cái giải pháp nó rẻ tiền cho họ hơn, đó là không phải đưa những sư đoàn vào như là trong đã từng có trong quá khứ, mà chỉ cần là những trung ương ủy viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là người nằm trong cái sổ lương của họ, thì mấy anh em trẻ đó, đó nhìn thấy cái chuyện đó. Tại vì những người trung ương ủy viên đó, đó, đó tức là thế hệ cha anh của họ, thì họ phải nhìn thấy là đấy là một cái điều sai lầm. Và cái sai lầm đó, đó nó đi từ đầu nguồn cả, từ Hồ Chí Minh. Và nếu mà ý thức được cái việc đó, đó thì phải bước ra ngoài cái bóng dọc của Trung Quốc, phải bước ra ngoài cái vòng kiểm tỏa của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nhìn sự thể với cái con mắt khách quan của lịch sử và với cái kiến thức hiện đại của thế giới tiến bộ ở bên ngoài, thì tự nhiên là thế hệ sẽ đi tìm thấy được những cái giải pháp, mà có thể rằng là thế hệ lớn tuổi hơn không thấy, họ thấy được cái giải pháp đó, đó. Và nếu mà có đồng được, có ý chí được, họ sẽ làm được cái nhiệm vụ đó như là những thế hệ về trước đã từng làm. Thưa ông, trước đây Cộng sản hô hào giai cấp vô sản đoàn kết lại để làm cách mạng, thì ngày nay giai cấp vô sản lại là nạn nhân của chính quyền Cộng sản. Họ bị áp bức tư tưởng, tước đoạt đất đai và tài sản. Vậy thì theo ông, cuối cùng vận mệnh đất nước nằm trong tay ai? Trung Quốc, cái chiến lược kinh tế của Trung Quốc đó là thắt lưng buộc bụng người dân để thu vét tài nguyên vào trong tay của Đảng và tay chân của Đảng, tức là hiện tượng tham nhũng. Việt Nam cũng có cái trường hợp nó y hệt như vậy. Tôi lấy một cái thí dụ, trong cái lĩnh vực canh nông, người nông dân đã phải làm rất là cực khổ, nhưng mà cái gọi là đầu ra hay là cái chất lượng là nông sản của họ đó, đó, là cũng vẫn nằm ở trong tay một cái hệ thống thu mua của nhà nước. Và khi mà cái hệ thống đó nó lại tiếp tay với lại Trung Quốc chẳng hạn, là một nước, tôi lại xin nhắc lại, đói ăn, khát dầu, thiếu đất và thiếu nước. Tôi không nói đến những cái con số diện tích canh tác của Trung Quốc so với lại diện tích canh tác trung bình của thế giới chỉ bằng 1/3. Tôi lấy thí dụ như vậy. Trung Quốc là nước mà bây giờ đó vẫn phải nhập cảng nông sản tại vì không có sản xuất cho đủ ăn. Thì với cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, với cái hệ thống nông nghiệp của Việt Nam đó, thì Trung Quốc đã coi Việt Nam đó là một cái quận huyện ở nơi mà mình có thể gạo thì lấy, rác thì đổ qua. Thế giới đã có nhiều thiện cảm với Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam phát triển về ngoại thương. Nhưng mà Việt Nam đó đang trở thành một cái công ty vệ tinh nhập đồ của Trung Quốc về, dán lên cái nhãn hiệu Made in Việt Nam để được một số những cái lợi thế về kinh tế, về ngoại thương, về thuế quan. Thực sự ra đó là đi tuồn đồ của Trung Quốc vào Hoa Kỳ hoặc là vào Liên Hiệp Âu Châu. Thành ra cả cái hệ thống kinh tế đó nó lệ thuộc vào Trung Quốc và nó là một cái chi nhánh của Trung Quốc, mà người dân Trung Quốc ở dưới đó còn bị lãnh đạo ở trên coi không ra gì cả, thì huống hồ là người dân Việt Nam dưới con mắt của những cái người lãnh đạo Bắc Kinh, họ đã có được một cái hệ thống thái thú do họ đào tạo giúp đỡ
chi phối ở tại Hà Nội, thì cái người dân Việt Nam đó là bị một lúc hai tầng nạn nhân của cái chế độ lãnh đạo Việt Nam bây giờ và nạn nhân của cái chế độ đang lãnh đạo Trung Quốc ở tại Bắc Kinh. Từng ngày một thì chúng ta đều thấy những cái việc nó xảy ra. Nhiều người thì nói đến một cái giải pháp dân chủ, là có thể là tôi nghĩ một cách cụ thể hơn đó là khi mà người Việt Nam có quyền chọn lựa về kinh tế rộng mở hơn, là cái điều cho đến giờ này vẫn chưa có, là phải ăn theo, nương theo cái hệ thống kinh tế của nhà nước, tức là những cái tập đoàn, những cái đại gia của Việt Nam bây giờ chẳng hạn đều ở trong hệ thống tay chân của Đảng. Nếu mà người Việt Nam có được cái quyền chọn lựa rộng hơn thì họ sẽ giải quyết được vấn đề sinh kế, vấn đề kinh tế của họ. Họ không có quyền chọn lựa đó, và sở dĩ như vậy là tại vì không có dân chủ. Anh nghĩ dân chủ nó không phải là cái quyền đi bầu không thôi đâu. Dân chủ nó không phải rằng là có cái bản hiến pháp mới, mà dân chủ đó là người dân phải có cái quyền suy nghĩ khác, cởi mở về tư tưởng, không có một cái chân lý độc quyền của nhà nước. Bốn tốt 16 chữ vàng đó là một cái thứ chân lý độc quyền của nhà nước. Người dân phải có những cái quyền chọn lựa trong cái lĩnh vực sinh hoạt về kinh tế. Tư nhân đó là phải được bảo vệ. Những cái việc đó nó chỉ có khi chúng ta có chế độ dân chủ. Nhưng mà cái phản ảnh của cái chế độ dân chủ đó nó không phải là chuyện đi bầu. Nó là chuyện hàng ngày đó. Người ta có quyền quyết định về cái đời sống của người ta. Việt Nam chưa có được cái đó. Và vì vậy đó là đất nước Việt Nam từ trong lãnh thổ ra đến bên ngoài, từ cái vùng Tây Nguyên chiến lược của chúng ta đó, ra tới ngoài Đông Hải đó bị lãnh đạo Việt Nam gói trọn gói và trao cho Trung Quốc. Thành ra người Việt Nam đó phải giải quyết vấn đề đó của mình. Xin ông cho một cái nhìn về tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam trong thời gian bị người Tàu đô hộ trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng là thế giới có những cái hiểu lầm về Việt Nam. Nhiều người, nhất là những người Mỹ ngây ngô thì vẫn cho rằng là Việt Nam có một cái truyền thống chống Trung Quốc, có một cái tinh thần gọi là bảo vệ độc lập rất là cao. Cái điều đó nó đúng. Nhưng mà người ta không hiểu được rằng là trong nhiều giai đoạn đó chính những người lãnh đạo Việt Nam đó là đã tự Hán hóa bằng văn hóa, bằng hệ thống giáo dục. Và không cần có một quan thái thú Trung Quốc cai trị đất nước Việt Nam, người Việt Nam cũng lấy những cái quyết định chọn lựa nằm trong cái chiều hướng của Trung Quốc. Thì qua thế kỷ 21, tôi nghĩ rằng là người Việt Nam phải nhìn thấy cái chuyện đó nó khác, phải thay đổi và chấm dứt cái tình trạng gọi là lệ thuộc Trung Quốc khởi sự từ 90 năm về trước, 1924. Đấy là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì nữa đó là chúng ta đã từng nhìn thấy nhiều lần trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta đã có thể là một quận huyện của Trung Quốc. Nhưng mà trong suốt 1050 năm cai trị Trung Quốc, thời Bắc thuộc đầu tiên, tất cả luôn luôn Trung Quốc bị có cái sự chống đối của người dân. Và chính những người dân ở dưới chứ không phải cái là thành phần ưu tú ở trên đã tạo ra những cái thay đổi. Thì tôi nghĩ rằng là những cái thay đổi đó nó vẫn còn tiếp tục, là tại vì người Việt Nam đó, họ không phải luôn luôn họ cúi đầu trước cái hệ thống lãnh đạo ở tại Thăng Long, ở tại Hà Nội như bây giờ chẳng hạn. Họ vẫn duy trì những cái chọn lựa của họ. Cả thế giới ngày hôm nay đó, dưới cái sự cai trị của Trung Quốc, dưới cái ảnh hưởng tuyên truyền của Trung Quốc, cứ nhắc đến cái ông Tam Bảo Thái Giám, Đô Đốc Trịnh Hòa, người Hồi đã từng thế này thế kia được khắp nơi đó. Họ không nhìn thấy rằng là ông đó 7 chuyến hải hành sau đó là Trung Quốc và thời Minh ra lệnh hải cấm, đóng cửa, cấm không có xây tàu quá 3 cột buồm bung ra ngoài. Là tại vì lúc đó nhà Minh đã bị kiệt quệ vì bị Hung Nô tấn công ở trên, vân vân ở dưới. Nhưng mà vì một cái chuyện quan trọng nhất, Trung Quốc bị kiệt quệ về kinh tế lúc đó, thì cái công cuộc đó nó xuất phát không phải là từ Thăng Long, chính là nó xuất phát từ Thanh Hóa, từ Nghệ An, tức là từ ở ngoài cái hệ thống chính trị đương quyền lúc đó của đời nhà Trần mục nát. Tôi cho rằng là nếu mà giới trẻ của Việt Nam đó
coi lại lịch sử, nhìn lại đó, đó thì thấy tự tin hơn. Đừng quá sợ Trung Quốc, mà phải tin vào cái sức mạnh của dân mình, và lấy sức mạnh của dân mình làm chính. Không có nên dựa vào mong rằng là Hoa Kỳ sẽ cho mình, giúp mình có dân chủ, hoặc là sẽ bảo vệ đất nước của mình. Không có nên tái diễn cái sai lầm đó. Thưa ông, đâu là giải pháp cho Việt Nam để thoát ra khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc? Và xa hơn, một giải pháp cho tương lai Việt Nam phải dựa trên những điều kiện nào? Tôi nghĩ cái giải pháp cho Việt Nam có lẽ mình nói ra thì thấy nó mơ hồ và nó xa vời. Nhưng mà trong quá khứ đó là nhiều quốc gia cũng đã từng bị ngoại bang thống trị qua cái hệ thống tôi gọi là cai trị bản xứ nội địa. Các nước khác cũng đều từng đã bị như vậy. Và chính người dân đó, đó là đánh bung cái hệ thống đó ra. Cái giải pháp cho Việt Nam tôi nghĩ rằng là nó phải khởi sự từ những cái thay đổi chính trị ở bên trong. Và cái điều đó tôi cho rằng là nó có thể nó xảy ra. Chúng ta có thể sẽ mất 5 năm rất là loạn lạc về chuyện chính trị. Nhưng mà kinh tế sau đó nó sẽ xa khá hơn. Và 10 năm sau đó Việt Nam cũng có tìm lại được cái sức mạnh của mình. Thì tôi cho cái giải pháp đó nó xuất phát từ đó. Còn bây giờ đó, đó là nó kêu gọi thế giới mua võ khí của Mỹ đặng để gọi là tự vệ, bảo vệ lấy mình. Nhưng mà cái võ khí đó nó vẫn nằm trong tay của cái chế độ đó. Thì nó cũng sẽ xoay là nó đối phó với lại người dân trước. Hay là cái hệ thống bạo lực của họ đó không phải được sử dụng để bảo vệ đất nước, mà chính là để bảo vệ đảng. Chúng ta phải giải tỏa được cái hệ thống bạo lực đó. Thì lúc đó, đó, đó chúng ta sẽ chọn được những cái giải pháp tốt nhất đối phó với lại Trung Quốc. Và lúc đó chúng ta có thể cộng tác được với các nước khác. Còn trong hiện tại nhiều nước khác, kể cả Hoa Kỳ đó, đó, họ vẫn ngần ngại là tại vì họ không biết rằng là trong cái trận này đó, Việt Nam đó là phòng tuyến đầu tiên của các nước Đông Nam Á, hay là Việt Nam là mũi nhọn của Trung Quốc để đi xuống dưới các nước Đông Nam Á. Khi mà người ta còn phân vân như vậy đó, thì người Việt Nam ở dưới đó, đó vẫn bị áp bức và không có cơ hội cộng tác với thế giới để giải quyết vấn đề Trung Quốc của thế giới. Thưa ông, nếu như có một cuộc đối thoại giữa những người cộng sản muốn xét lại con đường họ đã đi qua, ông có thể chia sẻ những gì về sự sai lầm của họ hay về xây dựng tương lai đất nước? Tôi nghĩ rằng là cái bài toán của Việt Nam qua cái nhìn của người cộng sản đó, nó là 100 năm tái diễn. 100 năm về trước đó, đất nước Việt Nam chúng ta có hai vấn đề: không canh tân được và không có độc lập. Mà hai vấn đề nó liên quan đến nhau. Không thể canh tân khi mà chưa có độc lập là tại vì nằm dưới cái chế độ Pháp thuộc lúc đó đó, đó. Mở mang dân trí chẳng hạn, đó là cái điều mà họ cũng coi cho tiến hành như một cách chọn lọc và hạn chế. Tất cả các đảng phái quốc gia đó là đều tìm cách giải quyết hai vấn đề đó, hoặc là chú trọng đến cái việc canh tân trước rồi độc lập sau, trường hợp của cụ Phan Chu Trinh, hoặc là phải giành độc lập sau đó thì mới có thể phát triển đất nước, đó là trường hợp của cụ Phan Bộ Châu. Thì lúc đó những người cộng sản Việt Nam đó đã nghĩ đến một cái giải pháp tinh khôn hơn. Tức là họ nói rằng là họ tiến hành cả hai, là tại vì họ có chủ nghĩa cộng sản khoa học, chứ không có lạc hậu như các cụ của mình. Và họ vừa có độc lập, vừa có canh tân đất nước, vừa hiện đại hóa đất nước. Và những người cộng sản đầu tiên đó, đó họ tin vào cái điều đó. Cuối cùng đó, một thế kỷ sau ngày hôm nay đó, đó, Việt Nam là một nước lạc hậu của vùng Đông Nam Á, tức là cái tiến trình canh tân trong 100 năm biết bao nhiêu là xương máu của thanh niên Việt Nam, của bao nhiêu thế hệ Việt Nam đã đổ ra, Việt Nam vẫn chưa có canh tân. Và nền độc lập thì rõ ràng bây giờ nó đã hiện hiện, nó hoàn toàn không có. Thì những cái người cộng sản lý tưởng hoặc là còn một chút lương tri thì nhìn thấy rõ ràng rằng là cái sự chọn lựa của họ nó sai, và nó sai từ đầu nguồn, nó sai từ Hồ Chí Minh. Thì hai vấn đề canh tân và độc lập nó vẫn còn nguyên vẹn. 100 năm chúng ta mất bao nhiêu xương máu để cuối cùng đi trở lại cái chỗ cũ. Những người cộng sản Việt Nam còn lương tri đó, đó nhìn lại xem. Chúng ta không thể canh tân đất nước khi mà lãnh đạo Việt Nam đó, đó không coi chuyện độc lập là quan trọng. Và cái sự lừa bịp trong 100 năm vừa rồi của cái tư tưởng cộng sản, của cái đảng cộng sản đó, chính người cộng sản Việt Nam bây giờ phải nhìn thấy, phải phủ nhận và phải bước ra.
May ra lúc đó đã họ trở về là người Việt Nam. Thay mặt Việt Nam Film Club, xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn và cung cấp những dự kiện cùng những nhận định giá trị về tình hình hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kính chào ông.